thấy bằng trí, quán minh sát, vân vân. Ở đây là thiền thấy rõ tính chất vô thường, anicca, khổ, dukkha, vô ngã, anatta của danh sắc để chứng đắc đạo quả. Sự tu tiến thiền quán lấy tuệ, tâm nhà làm cứu cánh. Học tiếp, biên soạn giáo trình, tỳ kheo tuệ siêu. Ở đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh hòa thượng tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thịnh vong hiện tượng Phật. Kính chào hòa thượng Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Thục Đức. Thượng rừng thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay bồn thắng pháp tập yếu, chúng ta học chương cuối cùng, chương 9. Chương này là toát yếu kiệt xứ Kamathana Sagaha. Chữ nghiệp xứ Kamathana có nghĩa là cái đề mục tu tập, và đây là cái phần tóc yếu, cái phần tóm lược Sangha. Học xong phần này thì chúng ta đã hoàn tất chín chương của bộ Avatamsaka và có thể nói rằng cái bộ, cái tác phẩm Avatamsaka toát yếu ở Thị Đàm với chín chương đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái khái niệm tổng quát về vị diệu pháp hay là thắng pháp, luôn cả pháp học và pháp hành. Những chương đầu trong thắng pháp tầm yếu luận, chúng ta học về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, cùng với cái sự diễn biến của danh pháp và sắc pháp. Và chúng ta cũng được học để hiểu biết về các hạng người và các cõi, các nghiệp đưa chúng sanh đến sự vui khổ luân hồi, rồi cho đến những cái pháp có ý nghĩa cao sâu hơn, tức là khi trình bày về duyên sinh và duyên hệ. Và cuối cùng thì chúng ta học cái chương nói về cái việc mà chúng ta tu tập thiền chỉ và thiền quán. Đây là một quyển sách có thể nói là có đầu, cho nên từng chương một chúng ta phải lắng nghe học hỏi. Và cũng may mắn cho chúng ta là chúng ta sẽ học trở lại qua cái môn thắng pháp phổ thông mà hòa thượng Giác Đẳng đảm trách biên soạn giáo trình. Chúng ta sẽ học lại để chúng ta hiểu. Hôm nay thì trong cái chương
thứ 9, chúng ta chỉ học về cái phần tổng quan. Về cái chương này, ở đây thưa quý vị, chúng ta thường được nghe những cái từ thiền chỉ và thiền quán, hay là thiền vắng lặng, thiền minh sát. Thiền chỉ hay thiền vắng lặng gọi là samatha vipassana, và thiền quán hay thiền minh sát gọi là vipassana vipassana. Giữa hai cái sự tu tập này nó đều có một cái mục đích là để huấn luyện, tôi luyện nội tâm. Có tu tập, có tu tiến thì mới thành tựu được định, thần thông và đạo quả. Còn khi mà chúng ta học xuông xuông, học lý thuyết nhưng mà chúng ta không có đem thực hành đó, thì như vậy phiền não trong nội tâm ở đâu cũng có y nguyên đó, chứ nó không có dịp giảm được. Và cái sự khổ sanh tử luân hồi nó vẫn chồng chất thêm, kéo dài thêm, chứ nó không có giảm bớt, không có rút ngắn được. Bởi vậy đi vào Phật pháp chúng ta phải biết rõ và tinh tấn nỗ lực để chúng ta thực hành loại thiền chỉ và thiền quán. Nhưng ở đây chúng ta sẽ hỏi thiền chỉ là gì và thiền quán là cái gì? Ở đây thưa quý vị, thiền chỉ là vắng lặng, là làm cho ngưng lại, gọi là chỉ. Và chữ này được dịch từ chữ samatha, hay nói lên cho đủ là chỉ tịnh. Nhưng mà tùy, có vị thì dịch là thiền vắng lặng, có vị thì dịch là thiền chỉ hay là chỉ tịnh, thì cái đó tùy theo vị dịch. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ý nghĩa chung, tức là chữ samatha nó từ cái căn gọi là samat, tức là cái sự yên tĩnh, cái sự an tĩnh. Chữ tĩnh chỉ ở đây có nghĩa là ngăn chặn được năm cái divarana, tức là năm cái phật triền cái, là tham dục, sân hận, hung thủy, trợ hối và hoài nghi. Ngăn chặn được năm triền cái đó thì chú tâm trên đề mục sẽ chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, vân vân. Và như vậy
được gọi là thiền chỉ. Còn thiền quán, chữ Vipassana như ở trong bài chúng ta đã được nghe đọc, chữ Vipassana tức là do hai cái từ tố chữ quý là Vipassana, và chữ Passana ở đây là danh động từ của chữ Passati, có nghĩa là thấy hay là nhìn. Thì như vậy chữ Vipassana tức là không phải thấy bằng con mắt, mà thấy bằng cái trí tuệ để nhận thức được cái đặc tính của cái pháp của vi là vô thường, khổ và vô ngã. Ở đây thưa quý vị, hai loại tu tiến hay là thiền, thì thiền chỉ là nó phổ thông. Trước khi Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời thì vẫn có những vị ẩn sĩ, những vị đạo sĩ họ tu tiến và họ đắc chứng được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới rồi. Như trường hợp khi Thái tử Siddhartha Ngài rời bỏ hoàng cung và Ngài xuất gia là một vị sa môn để tìm chân lý giải thoát, thì đầu tiên là đạo sĩ Gotama, hay gọi là Sa môn Gotama, Ngài đi đến tham vấn với hai vị trước danh thời bây giờ là đạo sĩ. Alara và đạo sĩ Udaka. Alara đã chứng được từ thì sắc giới cho đến thiền vô sở hữu xứ. Còn Udaka thì chứng được từ thì sắc giới cho đến thiền phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Và khi mà hai vị đạo sĩ này đã hướng dẫn cho Sa môn Gotama, thì chẳng mấy chốc Sa môn Gotama Ngài đã chứng đạt được các cái tầng thiền Samadhi, các cái tầng định mà hai đạo sĩ Alara và Udaka đã chứng ngộ được. Nhưng một vị đạo sĩ Gotama Ngài nhận thức một điều là thiền chứng thì hai vị này có thể chứng đạt được, nhưng mà hai thiền chứng đó nó chưa phải là giải thoát. Quý vị
sẽ tự hiểu rằng khi ấy đạo sĩ Bồ Tát hay là Sa-bu Gotama, ngài làm sao mà biết được thế nào là có, thế nào là đạo lộ đưa giải thoát và thế nào là không phải đạo lộ đưa giải thoát. Thì ở đây thưa quý vị, khi chúng ta là người trong cuộc, chúng ta mới biết được, mới hiểu được ngài Gotama của chúng ta, ngài đã chứng được thiền thông cho đến phi tưởng phi tưởng xứ, như đạo sĩ Udaka và đạo sĩ Alara vậy. Thiền chứng ngài đã đạt được, đó là thiền chỉ Samatha. Và khi đạt được thiền chỉ thì ngài tự khắc biết cái con đường đó sẽ đi đến đâu. Cho nên Sammo Gotama hay là đạo sĩ Gotama, ngài đã từ giả hai ông thầy để ngài tự đi tìm chân lý giải thoát. Ngài rút lui vào trong khu rừng rậm xa xa tiếng ồn của con người, và ngài duy trì cái đời sống khổ hạnh. Trong suốt 6 năm rồi sau đó là mới tìm ra được cái con đường trung đạo. Nói tóm tắt như vậy, nhưng mà cái con đường trung đạo đó tức là từ bỏ khổ hạnh và lợi dưỡng. Ngài đi con đường trung đạo, đây là giới định tuệ hay là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và cái con đường này chỉ có Đức Phật là người duy nhất khám phá ra con đường đó, là con đường mà của chư Phật ở trong quá khứ cũng đã thiết lập thành cái truyền thống. Rồi bây giờ tới Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài vẫn tiếp tục sau khi khám phá ra về con đường này và ngài đã thiết lập cái truyền thống. Chỉ có vị chánh đẳng thánh giác thì mới có đủ cái sự giác ngộ để mà ngài tuyên bố về con đường này. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng thiền chỉ đã được biết đến và đã được thực hành ở trong các cái tầng lớp tu sĩ, dầu cho đó là đạo sĩ hay ẩn sĩ, không phải đệ tử của Đức Phật, họ cũng có thể tu tập được thiền chỉ. Nhưng mà đối với thiền quán Vipassana thì chỉ có trong giáo pháp này mới có thôi. Và chính do Đức Phật ngài khám phá, trước nhất là chúng ta cần phải phân biệt hai cái vị trí của thiền chỉ và thiền quán.
Bây giờ giữa thiền chỉ và thiền quán nó khác nhau ở điểm nào? Ở đây thưa vị, nó khác nhau về cái mục tiêu, nó khác nhau về cái phương tiện, nó khác nhau về cái đề mục. Khác nhau về mục tiêu là thiền chỉ, cứu cánh của thiền chỉ là mục tiêu ở đây, tức là chúng ta nói cứu cánh. Cứu cánh của thiền chỉ là định samadhi và đưa đến thần thông gọi là Abhinnya Lokiya, Lokiya Abhinnya, tức là thần thông hiệp thế, thần thông hiệp thế. Tại sao chúng ta nói thần thông hiệp thế? Cái này chúng tôi cũng mở ngoặc nói luôn, là tại về cho Abhinnya, Abhinnya thắng trí đó, nó gồm có 6 thắng trí. Trong đó thắng trí thứ 6 chúng tôi gọi là Asavakkhaya, mà lộ tận thông tức là chỉ cho tâm tứ quả, tâm A-la-hán. Thật tự ra khi mà chúng ta nói đến cái cứu cánh của thiền chỉ, chúng ta nói ở phiền nhà đó, là chúng ta phải trừ ra cái lộ tận thông không có được nhắc đến ở đây, bởi vì lộ tận thông phận không phải là cứu cánh đạt được do thiền chỉ. Trong khi đó thì cứu cánh của thiền quán là gì? Cứu cánh của thiền quán tức là chứng đắc niết bàn, niết bàn nó sách chít kriya vậy, là tác chứng niết bàn. Và khi tác chứng niết bàn đó thì phải thành tựu về đạo quả mắc phá lắc siêu thế. Và tùy căn duyên của mỗi người, có người cũng thực hành thiền quán, cũng đắc chứng niết bàn, nhưng mà cái pháp siêu thế của các vị đó chỉ là sơ sơ quả tu đà quần, hay là sơ đạo sơ quả tu đà hàm, tâm đạo tâm quả ana hàm. Như vậy đạo quả tu đà quần, đạo quả tu đà hàm, đạo quả ana hàm thấy niết bàn, tỏ ngộ niết bàn, nhưng mà niết bàn nó vẫn gọi là hữu dư ý niết bàn, số ba đi xì sát niết bàn. Cho đến khi chứng đạt quả vị a la hán, nhưng mà một vị A-la-hán còn sống, còn thân ngũ quẩn cho đến giờ phút lâm chung, thì từ khi đắc đạo quả cho đến giờ phút lâm chung vẫn gọi là hữu dư ý niết bàn. Và sau khi tâm tử của vị A-la-hán khởi lên rồi diệt
gọi là A-la-hán viên tịch, thì lúc đó mới gọi là vô dư y niết bàn. Cái này cũng nhắc thêm để chúng ta đừng có ngạc nhiên. Tại vì từ trước đến giờ chúng ta cứ nghe cái từ gọi là hữu dư y niết bàn, chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có trường hợp vị A-la-hán chứng đạo quả A-la-hán rồi mà ngài vẫn còn sống với cái thân ngũ uẩn này thì đây mới gọi là hữu dư niết bàn, cho đến khi viên tịch mới gọi là vô dư niết bàn. Cái đó là đúng. Nhưng mà theo chú giải Etipotaka thì niết bàn do tam đạo tam quả A-na-hàm hay niết bàn được chứng do đạo quả Tư Đà Hàm, hay niết bàn được chứng do đạo quả Tu Đà Vườn, thì vẫn gọi đó là hữu dư niết bàn. Là bởi vì còn cái sự tái sanh, còn cái thân ngũ uẩn, mặc dù không quậy thiết, Tu Đà Vườn thì ngài không có tái hiện thân ngũ uẩn quá 7 lần, Tư Đà Hàm thì không có tái hiện quá 1 lần, cho nên gọi là nhất lai. Còn vị A Na Hàm thì sau khi chết ở đây quá sanh được cõi tịnh cư rồi niết bàn ở đó. Và dù rằng bậc A Na Hàm chứng được đạo quả A La Hán, nhưng mà chứng được đạo quả A La Hán rồi mà các ngài còn sống thêm chừng vài chục năm nữa, thì cái vài chục năm đó, vài chục năm tuổi thọ đó cũng gọi là hữu dư y niết bàn. Hôm nay chúng tôi nhắc lại cái điểm này để giúp cho các Phật tử chúng ta có cái tầm nhìn xa hơn một chút, rộng hơn một chút. Trở lại cái vấn đề đó, chúng ta gọi là cứu cánh của thiền quán Vipassana, tức là tác chứng niết bàn, kinh qua đạo tuệ quả tuệ, tức là đạo quả siêu thế. Đó là chúng ta nói về cái cứu cánh khác giữa thiền chỉ và thiền quán. Rồi về cái phương tiện, tu tiến giữa thiền chỉ và thiền quán cũng có sự khác nhau. Cái phương tiện ở đây tức là cái cách thức tu tập. Nó chỉ có giống nhau ở chỗ là cả thiền chỉ hay thiền quán đều phải có atapi, tức là cái sự nhiệt tâm thực hành, có sự nhiệt tâm mới thực hành. Sato, cái phương tiện thứ hai là phải niệm, tức là phải có chánh niệm với đề mục. Thì như vậy trong thiền chỉ và thiền quán thì giống nhau ở chỗ đó, nhưng mà đến cái phương tiện thứ ba đó thì khác nhau rồi. Ekakata, tức là
nhất hành hay gọi là định, định tâm, chú tâm trên cái đường đó là cái phương tiện của thiền, thiền chỉ để giúp đạt được cái cứu cánh samadhi. Cho nên thiền chỉ phải có ba phương tiện: diệt tâm, niệm và định, hay niệm và nhất hành. Trong khi đó thì thiền quán vipassana cũng có ba cái phương tiện để tu tiến: sato, atapi, sato sabbacchano. Sabbacchano là mình là tỉnh giác. Chữ sato ở đây, nếu mà chúng ta nói theo cái danh từ khác thì chúng ta gọi sati. Bởi vì chữ sati hay chữ sato nó đều xuất phát từ cái động từ căn sarati. Nhưng một cái là quá khứ phân từ sato, còn một cái là danh từ sati. Còn chữ sabbacchano cũng vậy. Nếu chúng ta nói theo danh từ là sabbacchanya, sabbacchanya, cho nên hễ gọi sati sabbacchanya là chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu nói theo về kinh tứ niệm xứ thì Đức Phật lại dùng sato sabbacchano, sato sabbacchano. Nếu nó cũng từ căn, căn động từ mà ra cả, từ một căn động từ ra hết, như chỉ khác có cái hậu tố từ là khác nhau một cái lực tí một cái lực tác vậy thôi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu được cái phương tiện tu tập giữa thiền chỉ và thiền quán, nó chỉ khác nhau một chút. Một cái thiền chỉ thì quan trọng ở chỗ niệm và định, niệm và chú tâm, tuệ là phụ. Mặc dù chúng ta học thân pháp thì chúng ta thấy rằng cái tâm, tâm thiền, sắc giới của sắc giới, nó vẫn có cái tâm sở trí tuệ phối hợp như thường. Nhưng mà cái đó chỉ là phụ họa thôi, chứ không phải là trọng tâm. Cái phương tiện trọng yếu của thiền chỉ đó, tức là Ekakata, Sati và Ekakata. Trong khi đó thì cái phương tiện trọng tâm của thiền quán thì ở đây là sato sabbacchano, hay nói cách khác là niệm và tuệ, niệm và tuệ bên nhà. Sabbacchano tỉnh giác ở đây trí là chi pháp là trí tuệ, tâm sở trí tuệ. Bởi vì phải vận dụng trí tuệ trong mọi trường hợp. Khi mà hành thiền quán đó, nói đến 10 cái tuệ minh, hay là 12 tuệ minh sát, hoặc là 16 tuệ minh sát, từ đầu, từ cái mà phân định danh sắc tuệ, namarupa, parichedha jnana,
cho đến cái phản kháng tuệ quá trời quyết khinh an nhàn đó là tuệ thứ 16. Đó là chúng ta nói 16 hoặc 12 hay là 10. Thậm chí có chỗ họ rút gọn còn có 9 tuệ minh sát, 9, 10, 12 hoặc là 16. Nhưng mà dầu nói như thế nào đi nữa thì ở đây cái tuệ nói đến minh sát hay là thiền quán thì tuệ là trọng tâm. Bởi vì khi mà tu tập tuệ, tu tập về minh sát hay là thiền quán là phải có cái trí tuệ tùy quán vô thường, tùy quán khổ, tùy quán vô ngã. Cho nên cái phương tiện tu tiến của thiền quán phải là niệm và tuệ. Còn cái atapi, sự nhiệt tâm hay cái sự tinh tấn thì đương nhiên phải có, không có cái loại thiền nào, thậm chí chỉ là cái việc mà hành thiện như bố thí thì giới để tạo phước thôi cũng phải có sự tinh tấn chứ lười biếng cũng có tạo được, đừng nói chi là công phu tu thiền rồi phải có atapi là chỗ đó. Còn điểm chung cũng là giữa thiền chỉ và thiền quán, chúng tôi nhắc lại đó là niệm, chánh niệm, sati hay sato. Còn riêng là nhất hành và trí tuệ, hai cái đó là riêng. Thì như vậy về phương tiện tu tiến giữa thiền chỉ và thiền quán nó cũng khác nhau một chút nữa thôi. Rồi sau khi chúng ta phân biệt được cái sự khác nhau giữa thiền chỉ và thiền quán ở chỗ cứu cánh, phương tiện, bây giờ chúng ta phải nói đến một cái nữa là khác nhau ở chỗ đề mục rồi kamathana, tức là đối tượng để đặt niệm mục đích của cái chương 3 này đó. Ở chương thứ 9 này là nói đến các cái đề mục của thiền chỉ và thiền quán. Cho nên khi mà chúng ta học ở cái chương thứ 9 này chúng ta cần phải chú ý cái sự khác biệt giữa thiền chỉ và thiền quán và cách tu tập của thiền chỉ và thiền quán, chúng ta mới có cái sự lựa chọn. Sẵn đây cũng còn thời gian nên chúng tôi nói thêm với quý vị một cái này một chút. Tuần này chúng ta chưa có học qua các cái đề mục, chúng ta hẳn đợi đến chủ nhật tuần sau thì chúng ta mới học các cái đề mục cho nó trọn vẹn. Còn hôm nay chúng ta chỉ phần tổng quan, cho nên chỉ nói chung quanh về vấn đề thiền chỉ và thiền quán trong Phật giáo thôi. Thì ở đây thưa quý vị,
Trong kinh điển, trong kinh tạng thì Đức Phật Ngài khi mà thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, Ngài thiết lập một cái đời sống phẩm hạnh, đời sống xuất gia. Thì con đường tiến tu của vị đó là phải trải qua thiền chỉ và thiền quán hết. Còn nếu nói cho đủ thì phải trải qua giới định và tuệ. Giới ở đây tức là giới tịnh, và định ở đây tức là ám chỉ cho tu tập thiện chỉ đắc chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đắc chứng được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Khi mà đã vắng lặng năm thiền cái đó rồi đó, thì với cái phần nhu duyên dễ sử dụng mới hướng tâm đó đến cái sự đoạn trừ các cái lục quật, tức là bước qua thiền quán để chứng đắc niết bàn. Thì chúng ta nghe cái quy trình là như vậy, đầy đủ là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có phủ nhận cái con đường mà tu tập thiền quán đạt đến đạo quả và niết bàn có trường hợp là không cần thiền chỉ, không cần thiền chỉ. Cái điều này chúng tôi nói hoài, chúng tôi không sợ bị người khác bắt bẻ. Chúng ta có nhiều dẫn chứng, nhiều minh chứng ở trong kinh điển lắm thưa quý vị. Bởi vì vẫn có những trường hợp mà được gọi là đạt đến cái chứng đạt tâm giải thoát, tuệ giải thoát, câu phần giải thoát. Và một vị mà chỉ đạt đến cái tuệ giải thoát, tức là đắc đạo quả, cái này gọi là quán thừa, vipassana janaka, vipassana janaka, hành giả quán thừa. Một vị hành giả quán thừa tức là dùng cái sát na định hay là cận định vẫn có thể đi vào cái ngõ thiền quán vipassana để mà chứng đạo quả như thường. Thì lúc chứng đạo quả đó được gọi là vipassako, vipassako. Tức là can quán, can quán giả. Chữ can ở đây là chữ khô, xúc khấu, xúc khấu vipassaka. Có nhiều vị họ đọc lầm, họ chữ gì, họ tưởng là xúc khá đó là lạc, gọi là quán lạc hành giả. Không phải, không phải là chữ lạc đó đâu. Chữ xúc khá, an lạc đó thì nó chỉ nó viết chữ S U K H A, chỉ có S U K H một cái phụ âm khác thôi. Nhưng mà chữ khô, khô khan, chúng ta phơi khô cái gì đó,
phơi khô củi hay phơi khô cơm, thì phơi khô đó chúng ta gọi là xúc khắc, S-U-K, K-H, có thêm chữ K này. Cho nên cái đó, chữ Hán người ta gọi là can, là khô, can quán giả. Cho nên khi mà chúng tôi đọc qua những cái quyển sách mà vị đi trước đã nhầm, rồi những vị đi sau đâu có biết, đâu có rành chính tả Pali đâu, rồi lại thêm chữ Hán thì cũng hẹp nữa. Do đó cho nên cứ là quán lạc, không phải là quán lạc thưa quý vị, nó là can quán, là khô. Mà ngài hòa thượng tịnh sự ngài nói đơn đa, tức là thiền khô, ngài nói đơn đa là đắc đạo quả thiền khô. Thiền khô có nghĩa là không có thiền, chỉ có minh sát thôi, chỉ có thiền, không có thiền chỉ mà chỉ có thiền quán thôi. Cho nên dùng cái tiếng thiền khô, thiền ước là nói cách nôm na để cho hiểu được là có người đắc đạo quả sau khi chứng đắc được thiền định, rồi dùng cái phương tiện apana samathi là kiên cố định đó đó để làm nền tảng nghĩa là sau khi thành tựu được giới tịnh rồi tâm tịnh, cái tâm tịnh đó là ám chỉ cho thiền, thiền chỉ, kết quả của thiền chỉ samathi, rồi mới đi đến chỗ kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo vi đạo tri kiến tịnh phân vân, mới bắt đầu đến cái tuệ, đến cái tuệ. Cho nên năm tịnh sau gọi là tuệ, gọi là tăng thượng tuệ. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta tu trong Phật pháp á, nếu mà chúng ta hướng đã từng chứng đắc được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, và đã từng sanh về cõi phạm thiên, rồi từ cõi phạm thiên đó sanh trở lại là người trong kiếp hiện tại này, hay vào thời Đức Phật, như tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả Mahakasapa để chẳng hạn, tôn giả Sariputta, tôn giả Mahakasapa, là các vị đã từ phạm thiên sanh xuống. Cho nên khi mà các vị đó vào tu tập thiền thì các vị đó tuần tự đi qua thiền chỉ, xong rồi qua thiền quán. Và đối với một số chúng sinh ở trong quá khứ họ không có từng quen tu thiền, họ chỉ là quán vô thường, khổ đau, vô ngã ở trong quá khứ. Họ gặp cái cảnh nào đó rồi họ thấy cái sự vô thường rồi họ nhàm chán, vân vân. Thì ngay trong kiếp hiện tại này đi vào trong giáo pháp, họ chỉ cần nghe Đức Phật thuyết một câu, quý vị nói 500 vị tỳ kheo khách tăng, cái nhóm kia, nhóm tỳ kheo khách tăng kia đi đến Chê Tông Quán Á để đảnh lễ Đức Phật. Từ xa đến, Đức Phật ngài xét thấy 500 vị tỳ kheo này ở trong thời quá khứ, thời Đức Phật Kassapa, 500 vị ấy đã quen tu tập tùy quán vô thường rồi,
Cho nên Đức Phật Ngài thuyết lên một bài kệ Pháp Cú Sapi Sankara Anichati Yada Panya Yapasati Atanipanet Dukhe Ismaku Sutya. Khi nào với trí tuệ quán thấy các hành là vô thường, sẽ yểm ly sự khổ. Đó là thanh tịnh đạo, là đạo thanh tịnh. Đó là đạo thanh tịnh. Nghe xong bài kệ đó, 500 tỳ kheo này chính A La Hán quả. Thì thưa quý vị, vừa nghe bài kệ đó đắc quả A La Hán, hỏi làm sao mà tu thiền. Các vị đâu cần tu thiền, đâu cần tu thiền chỉ. Khi mà chứng A La Hán rồi đó, nếu mà những vị A La Hán nào mà ngài cảm thấy là muốn cần để hiện tại lạc trú trong những lúc mà không có phận sự phải làm như đi thuyết pháp được chẳng hạn, thì các ngài sẽ nhập định. Do vậy cho nên các vị đó phải tu thiền chỉ. Nhưng mà tu thiền chỉ ngài chứng là chứng thiền tố Chanakriya, Chanakriya, chứ không phải là Chanakusala Chitta nữa. Kriya Chitta. Cho nên ở trong tâm đấu đại có chính thiện đấu đại, có chính tâm quả đấu đại và có chính tâm tố đấu đại, tức là năm tâm tố sắc giới, bốn tố vô sắc giới. Tâm tố, tâm tố là tâm chứng thiền của vị A La Hán sau khi đã chứng đạo quả. Cho nên chúng ta nói ngay ở chỗ là có nhiều trường hợp đó, các vị nghe Đức Phật ngài thuyết pháp xong rồi chứng quả A La Hán, thì các vị đó có thiện đâu như đại thần Sanh Tý. Đại thần Sanh Tý ổng có cái cô tỳ thiếp, ổng rất là sủng ái cô tỳ thiếp, chứ chẳng không may là bị trúng gió mà chết, chết nhanh, chết tức khắc. Ông ta quá đau buồn, sầu thảm với nước mắt đầy mặt. Ông ta ngồi trên lưng voi, cưỡi voi đi đến chùa để mong đảnh lễ Đức Phật, để nghe pháp cho nó gì, cho nó nguôi ngoai. Khi ông ta đi đến, Đức Thế Tôn là biết rõ là thọ mạng của ông ta cũng sắp hết. Cho nên ngài thấy như vậy, ngài hỏi thăm, ngài bước ra ngoài hỏi thăm. Khi ông ta trình bày như vậy, ngài chỉ cần thuyết lên một cái bài kệ ngắn ngủi rồi ông ta chứng quả là hán ngay trên cái lưng vô, rồi ông ta niết bàn luôn ở trên đó. Cho nên có những vị A-la-hán còn cư sĩ chưa kịp xuất gia thì chứng A-la-hán rồi thì phải lập tức là niết bàn, phải lập tức niết bàn. Nhiều trường hợp lắm, như là vua Suddhodana chẳng hạn, những vị đó đâu có đắc thiền, thưa quý vị, những vị không đắc thiền. Đại thần Sanh Tý đắc A-la-hán không có đắc thiền, không cần phải đắc thiền. Hay là đạo sĩ Pahiya Dharucariya cũng đâu có đắc thiện. Đón đường Đức Phật đang đi khất thực, đạo sĩ Pahiya xin Đức Thế Tôn chỉ điểm, chỉ dạy cho mình cái phương pháp để trở thành một vị A-la-hán. Đức Phật ngài xét thấy cái thọ mạng đã tận, kiếp này là kiếp chót của vị đó, cho nên ngài không kịp để cho về chùa nữa.
Ngài đứng lại trên đường đi khất thực, Ngài thuyết cho nghe cái bài kệ Dithe Dithamattang Phabhisati Sute Sittamattang Phabhisati Mute Mutamattang Phabhisati Vinyate Vinyatamattang Phabhisati. Khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi cảm nhận chỉ biết là cảm nhận, khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ, không có chấp là ta, là của ta, là tự ngã của ta, vân vân. Rồi Đức Thế Tôn Ngài cất bước đi khất thực. Đạo sĩ ngồi bên vệ đường đó, ông chiêm nghiệm cái lời dạy của Đức Phật như thế đó, ông chứng là A-la-hán ngay trong lúc đó. Vì do cái sự quan trái ở trong quá khứ của một thằng thanh niên, mà hãm hiếp một cái cô kỹ nữ ở trong rừng rồi giết chết cô ta. Cô ta quan trái làm dạ xoa, cô ta giết từng người như vậy thưa quý vị. Nhưng mà khổ thay là ngày xưa bốn chàng thanh niên đó đó hãm hiếp giết cổ thì cô ta chỉ là phàm phu thôi, loại kỹ nữ thôi. Nhưng bây giờ cô ta thành dạ xoa giết bốn người, trong bốn người đó toàn là một thánh không có chết. Hai vị A-na-hàm, một hai vị tu đồ quần, một vị A-na-hàm và Bà Hy Giá là vị A-la-hán, bao nhiêu đó là đủ cho nữ già xoa này sanh xuống địa ngục là không ngất đầu lên nổi. Thì già xoa đó quá thành con bò cái, rồi nó hút từ xa nó chạy đến nó hút chết. Các vị tỳ kheo đi về thấy xác của Bà Hy Giá nằm đó. Các vị tỳ kheo buổi sáng cũng đi với Đức Phật, đi khất thực với Đức Phật. Khi Đức Thế Tôn dừng lại thuyết cho ta nghe thì các vị tỳ kheo thấy ông này có cái sự nhiệt tình quá, nhiệt tình với giáo pháp quá. Bây giờ chết thì tội nghiệp, mới bạch hỏi Đức Thế Tôn, ông ta nhiệt tình như vậy chết sao thì đâu. Đức Phật này bảo rằng sau khi nghe được pháp của Ngài xong đó thì vị này đã nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác và đã chứng được lậu tận giải thoát, vì ấy là niết bàn. Rồi Đức Phật đã dạy các vị tỳ kheo tìm dân làng để giúp đỡ quả tán vị đạo Bà Hy Giá và cho dân chúng thờ xá lợi của vị A-la-hán. Thì như vậy Bà Hy Giá đắc đạo quả, đâu phải đắc thiền chứ gì, khỏi cần đắc thiền. Còn rất rất nhiều trường hợp thì quý vị sẽ thấy rằng là cái việc mà tu tiến đó, tùy khi nào mà tâm vương chúng ta không có khéo định tĩnh được, nó bị hôn trầm hoài, bị phóng dật hoài, thì lúc bây giờ do thiện duyên ở quá khứ chúng ta đã thường tu hành đắc định, đắc thiền định quen rồi, thì bây giờ chúng ta lấy một cái đề mục trong thiền chỉ để chúng ta hành thiền chỉ. Nếu mà sợ không kịp cái thọ mạng thì mình hành thiền chỉ sao mà đắc được cận định Upachara Samadhi cũng được. Upachara Samadhi cũng giúp cho chúng ta đắc quả, qua bước qua thiền quán đắc quả là hán được. Còn nếu như mà có đủ thời gian thì đạt đến Appana Samadhi, tức là an chỉ định hay kiên cố định, tức là đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng, rồi chúng ta chuyển qua thiền quán. Thậm chí không cần cận định và an chỉ định nữa,
chỉ cần Kanika Samadhi, tức là sát na định, cái tâm, cái chánh niệm chú tâm mạnh ở trong thiền, chúng ta thiền quán, thì đương nhiên là lúc đó là vị hành giả có chánh niệm phải có cái sự, dầu cho cái định tâm đó không phải là định tâm của thiền chỉ, nhưng mà trong cái định tâm đó vẫn giúp cho chúng ta có cái sự chú tâm nhất điểm trên cái đề mục. Cái này cũng giúp cho chúng ta đắc đạo quả A-la-hán được, đắc đạo quả từ tu đầu quần cho đến A-la-hán được. Cho nên Phật tử chúng ta cứ việc thoải mái, cứ việc thoải mái, đừng nghĩ rằng là trước hết là phải tu tập thiền chỉ, đắc thiền sắc giới, thì vô sắc giới xong rồi mới qua thiền quán, không phải vậy. Bây giờ có một số hành giả họ không có rành, họ đi qua họ hành thiền, họ tu thiền ở các cái vườn thiền, các cái trường thiền ở Miến, ở Thái, vân vân. Rồi cái về cái họ đi tuyên thiền cái chỗ đó, tức là phải hành thiền chỉ xong rồi mới hành thiền quán. Nhưng mà thưa quý vị, nếu là một vị thiền sư mà dày dặn kinh nghiệm trong tam tạng kinh điển thì không có nhất thiết là bắt buộc phải vậy đâu. Là tại vì hành giả, mỗi chúng sinh có nghiệp riêng, cái căn duyên của người ta riêng. Nghĩ làm sao mà vị đó có sự nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác để tùy quán vô thường, diệt trừ phiền não chứng A-la-hán thì được, nhưng phải thiện chỉ. Cái phương tiện thiện chỉ đó, cái sự thực hành thiện chỉ để đạt đến định tâm và thần thông, đó là để giúp cho vị tỳ kheo sau khi chứng đạo quả A-la-hán rồi, vị đó có thể nhập thiền quả, hưởng lạc niết bàn được, hay là thỉnh thoảng vị nhập thiền diệt trong 7 ngày tâm không sanh được, thì cái thiền chỉ có tác dụng do cho một vị đắc đạo quả A-la-hán, A-na-hàm ở chỗ đó thôi. Chúng ta không cần thiết, bởi vì bây giờ chúng ta nhớ đến cái khổ sanh tử luân hồi, cái khổ mà phải bị già, bị bệnh, bị chết, chúng ta sợ quá, cho nên bây giờ cố gắng rốt ráo làm sao để chúng ta chứng A-la-hán được rồi, chứng đạo quả A-la-hán được rồi. Mà nếu muốn chứng quả A-la-hán thì chúng ta phải nhiệt tâm để chúng ta hành thiền quán minh sát Vipassana. Còn cái phương tiện mà thiền chỉ là khi nào mà chúng ta muốn cần hỗ trợ cho tâm định nó mạnh chút xíu thì chúng ta hành thiền chỉ. Nhưng mà đừng bao giờ chúng ta nói rằng phải có thiền quán chứng A-la-hán được, thì cái đó là sai hoàn toàn, sai hoàn toàn. Chúng tôi dám nói thẳng là sai hoàn toàn. Nếu mà khẳng định như vậy là sai, bởi vì ở đây rõ ràng là trong thời Đức Phật có những vị ở đắc A-la-hán như chúng tôi kể nãy giờ đó, mà không cần phải qua thiền chỉ, nhanh quá, chỉ cần nghe Đức Phật thuyết xong bài kệ là chứng A-la-hán rồi, hành thiền chỉ làm sao kịp. Cho nên khi mà học như thế này đó, thì quý vị cố gắng, chúng tôi biết gì thì chúng tôi nói cái đó cho quý vị nghe như vậy. Còn cái vấn đề nghe không nghe, thực hành hay thực hành, cái tùy quý vị. Thì giờ thưa quý vị, hôm nay chúng tôi chỉ trình bày cái phần tổng quan của cái chương Thoát Yếu Nghiệp Xứ với bấy nhiêu thời gian pháp. Bây giờ xin cung tỉnh và thượng nhất đẳng hoàn thị chia sẻ thêm về cái phần thì thiền chỉ và thiền quán này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
xin kính thỉnh cửa thượng, xin kính chào thượng tọa tự quyền. Sám hối tâm đức lỗi quý Phật tử để cái trong túi đó. Dạ, đi rồi trời, sao nó không biết sao nó gửi biết cái hình gì cũng quá. Dạ. Dạ. Dạ quý ngài quý vị nghe nghe được không? Cái này gọi là cái này phải tổ rác mà điện thoại rác thì điện thoại bỏ trong túi mới chỉ ra. Xin sám hối với chị tâm đức và sám hối Phật tử. Và để kính thỉnh hòa thượng từ siêu đi nghỉ. Siêu đi cái đi nghỉ phần còn lại thì sư đệ và chị tăng sẽ tiếp tục. Quý Phật tử, chúng tôi đang ở bên ngoài, quý vị có thấy chư tôn đức, chư vị giảng sư có vị nào ở trong lớp học không? Có vị nào ở trong lớp học quý vị thấy không? Dạ, có thiền tọa tự nguyện. Thiền tọa tự nguyện ơi, thiền tọa có nghe được không? Thiền tọa. Xin hỏi thiền tọa tự nguyện. Dạ, bất. Hello. Dạ. Và thiền tọa tự nguyện, thiền tọa hoan hỷ. Nói một điều như vậy là ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta khoan nói về thiền, nhưng mà chúng ta nói về cái định và niệm, định và tuệ. Dạ. Yeah. Mình tu học bằng trí tuệ và tu học bằng tâm định đó, thì mỗi cái nó có cái lợi lạc như thế nào, và tại sao mà chúng ta nên vừa tu tập về trí tuệ và tu tập về tâm định? Kính thỉnh thượng tọa tự nguyện. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, tôi được chứng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng. Kính lễ đến Chủ Thị Siêu. Kính Sư Phụ Một Lần Nhất. Kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tổ Tiên, Đại Đức Tổ Đức Sư Nghe Thông, Cục Chế Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Quả thật thì trên tinh thần tu tập, hồi chúng ta tu tập, nên tu tập thiền chỉ hay thiền quán, hay chúng ta làm thế nào đó chúng ta để vừa tu tập thiền chỉ mà cũng vừa tu tập thiền quán, thì đây là một điều mà phải nói rằng là cái theo cái thiên hướng và theo cái mục đích ban đầu, cái ý chí của chúng ta và cái ước nguyện của chúng ta thì thường là như vậy. Có những vị người ta thích tu mang tính thiền chỉ, và người ta tu tập mang tính thiền chỉ đó, nó lấy cái định lực đó làm căn bản trước, và sau đó người ta sẽ tiến tu về thiền quán. Thì đây cũng là một cái tùy cái tâm của từng vị thôi, của mỗi người. Nhưng điều mà phải nói rằng nếu mà chúng ta tu tập giải thoát á, thì cái điều rốt ráo là chúng ta cần phải tu tập về tự lực một cách trực tiếp. Quả thật thì tu tập về cái tự lực á, thì chúng ta là một trong những cái nhân chúng ta cắt đứt cái sanh tử, hay chúng ta tu tập để chứng đắc thánh đạo thánh quả nó nhanh hơn. Nhưng ngược lại, nói như vậy thì chúng ta cũng phải hiểu biết một điều á, để chúng ta nói là chúng ta tu tập về thiện chỉ thiện quán để mà hay là tu tập nâng cao cái vai trò của tự lực ở trong tâm của mình đó, thì không có đơn giản. Cái điều này phải nói như vậy đó. Tuy là chúng ta thấy thiên hướng tu tập thiền quán rất là nhiều, nhưng điều mà không dễ dàng mà chúng ta đạt được một cái tự lực đâu. Mà nó phải đầy đủ các cái pháp độ, nó phải đầy đủ một cái quá trình mà chúng ta chuẩn bị, cái quá trình mà chúng ta chuẩn bị những cái mà chúng ta gọi là chuẩn bị pháp độ cho nó thành tựu. Thì song song đó, nếu như người ta hay hoặc là người ta chọn một cái giá trị tu tập, một cái định lực riêng, tức là người ta tu tập về thiền chỉ. Ở đây định đó, thì chúng ta nhớ cái vai trò của thiền chỉ đó, đó lấy định làm một cái làm gốc, làm trướng, và họ tu tập để đạt được định. Và cũng vậy, thiền quán lấy tuệ làm gốc,
người ta tu tập để người ta thành tựu cái tuệ. Đây là chúng ta nhớ như vậy. Cho nên cái vai trò của định lực á, kết quả của nó đó chính là các tầng thiền sắc giới và các tầng thiền vô sắc giới, hay chứng thông, chứng thần thông. Còn ngược lại thiền quán, cái mục đích cao cả cuối cùng đó chính là chấm dứt sinh tử khổ đau, thành tựu niết bàn, thì đó chính là cái cứu cánh của cái thiền tuệ. Thì dĩ nhiên chứng và chứng về thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, tất cả chúng ta đã chứng rồi quý vị. Trong dòng sinh tử chúng ta đã ra vào thì các cõi thiền, nhưng chúng ta chưa bao giờ thành tựu được một cái giá trị của tuệ lực cao cả, không có. Bởi vì thành tựu một giá trị tuệ lực nó mà tuệ lực trong cái ngũ lực thì ít nhất chúng ta cũng thấy niết bàn lần đầu tiên, tức là Sakadagami, tức là chúng ta chứng đắc vị tu đầu quần. Chuyện này thì chưa, bởi chính vì chúng ta chưa chứng đắc cho nên chúng ta mới còn sinh tử cho tới hôm nay. Thì hỏi vậy thì bây giờ giữa cái thiền chỉ và thiền quán thì cái nào nó quan trọng hơn? Thì dĩ nhiên nếu chúng ta hướng tu trong cái đời sống tu tập thì cái vai trò của tuệ lực là cần thành tựu, cần đạt được. Còn cái vai trò của định lực để chúng ta vững vàng và chúng ta tiếp tục chúng ta phát huy cái tuệ lực, và cái điều này nó không có đơn giản đâu. Cũng như chỉ quán song tu, chúng ta vừa tu tập thiền thiền chỉ mà tu tập thiền tuệ thì không phải là một điều đơn giản. Cái đó cũng phải do cái cơ tánh, cái đó cái duyên của tất cả chúng ta tu. Nhưng điều một cái định lực trong cái đời sống bình thường hàng ngày thì dĩ nhiên á, là chúng ta đạt được cái thân tâm nó khinh an nhiều, và chúng ta thành tựu được các cái ấn chứng của thiền, tâm chúng ta cứ hưởng lạc. Thế nên chúng ta phải nói như vậy. Còn cái mà tu tập về thiền quán đó hay là thiền tuệ đó thì chúng ta ghi nhận để chúng ta biết được cái sự diễn tiến của danh sắc hay sự sanh sự diệt của danh sắc này, để thấy được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc, hay là nhìn thấy được các pháp nó vô thường, các pháp nó khổ não, các pháp nó vô ngã của danh và sắc này. Vì nhờ đó chúng ta mới xả đi, nhờ chúng ta mới nhàm chán, nhờ đó chúng ta mới mới hướng tâm, mới thành tựu các tầng đạo quả. Thì cũng nhắc lại một số người mà cho rằng là mình tu tập thiền quán cái mình thích hợp, cái mình có thể từ đó mình có thể là mình cố gắng mình tu, bởi vì Phật dạy trong một kinh Tứ Niệm Xứ tu tập trong 7 ngày thế nào cũng chứng đắc, không 7 ngày thì cũng 7 tháng, không 7 tuần, không 7 tuần thì cũng 7, không 7 tháng thì cũng 7 năm, chắc chắn rằng chúng ta chứng đắc thánh đạo thánh quả. Quả thật có nhiều người tu tập bây giờ cho tới 20 năm nay người ta tu tập về thiền quán, nhưng ở đây người ta không tu tập nó rốt ráo. Và để mà một tuần lễ đó hay một chỉ 7 ngày mà cái vai trò của động lực đó, nó xuyên suốt, chúng ta phải nhớ như vậy. Để một vai trò động lực nó xuyên suốt cái đại thiện, nó bất cảnh siêu thế, mà nếu mà đại thiện bất cảnh siêu thế đó trước khi đó thì tâm đại thiện này đó, bất cảnh ngay cả hiện thế đó một phẩm cách vững mạnh, mà khi nó vững mạnh và nó thời gian trong vòng 7 ngày ngay khi đó đó thì nó có khả năng, tức là tâm đại thiền này bất cảnh siêu thế ở trong bát chi đạo, hiện trong tâm siêu thế. Và cái tâm động lực của nó mạnh rồi. Mà tâm động lực đó nó mạnh là do cái gì? Do cái pháp độ nó chín mùi, hay chúng ta đã thành tựu cái pháp độ
Chứ còn nếu như chúng ta không thành tựu pháp độ thì không cách nào mà chứng được hết, tu cả đời. Bởi vì sao? Bởi vì sao không chứng được? Bởi vì những cái sắc na mà hay là những cái động lực thiện để mà trợ tạo, để mà ngăn ngừa, để mà diệt trừ phiền não những ác pháp chưa sanh đó, không cho sanh những ác pháp đã sanh, bị ấy diệt tận và quân tập phát triển phát huy lên những thiện pháp chưa sanh, cho nó sanh khởi và những thiện pháp đã sanh giữ gìn và bảo vệ nó. Thì ở đây như thế đó, và vị ấy có một đầy đủ cái duyên lành và chứng đắc thánh đạo thánh quả. Chúng ta thấy Đức Phật ngày tế độ duyên, gọi là hữu duyên của chính ngài, mà cái hữu duyên đó chính là họ đã đầy đủ pháp độ và họ được ngài khai thị. Phải cần có ngài khai thị với chính cái duyên của Phật, mà chúng ta tạm như là cái chữ khai thị để thấy, khai mở thì ở đây tức là thấy, khai mở để thấy cái gì? Để thấy các cái pháp siêu thế, để thấy cái bát chi đạo hiện trong tâm đạo, hay là khai thị đó để thấy sự sanh sự diệt của danh và sắc này, khai thị đó để thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, cái sự khai thị đó mới thấy được quẩn nó là khổ, quẩn là vô thường, quẩn là khổ não, quẩn là vô ngã. Và từ chỗ đó mà vị hành giả mà tu tập một cách tốt đẹp, một cách viên mãn. Thì chúng ta thấy nếu như đứng ra một cái quy trình mà nói như vậy thì chúng ta thấy không dễ dàng. Ngay cả ly dục đi ác bất thiện pháp, chính và trú sơ thì một cái tên hiện đại do ly dục sanh. Bao nhiêu đó cũng là một điều không có dễ dàng. Cái chứng mà chứng sơ thiền thôi, nó cũng phải là vì ấy có cơ tánh rất là vững vàng ở trong cái sự tu tập từ thiền thân. Và cũng như là cái duyên với thiền đó, vì ấy có cái duyên. Chứ kính thưa quý vị, chúng ta không dễ dàng mà chúng ta tu thiền mà chúng ta chứng đắc thiền đâu nha. Ngay cả cái động lực của thiền, cái mạnh lực tâm bền mà chứng đắc thiền cũng không là đơn giản, chứ đừng nói chi là cái tâm mà chúng ta thành tựu được thánh đạo thánh quả. Nếu như là một đời sống tu tập của chính mình cần thiết, dĩ nhiên chúng ta nên luyện, nên tập quen, nên tập thể nhập vừa gần kề với cái đời sống của tuệ lực. Thì kính bạch hòa thượng, đây chính là cái ý nghĩa chia sẻ là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung kính hòa thượng. Sa thủ kính trần thiền tọa tự quyền. Thưa quý Phật tử, vì không có vị giảng sư nào khác, do đó chúng tôi nên xin tiếp lời. Nếu mà có thiền tọa đăng, thiền tọa tân vào thì quý vị hoan hỷ cho chúng tôi biết. Trước hết là chúng ta nên biết rằng riêng về cái phần này đó, thì đầu tiên chúng ta có chữ Kamathana ở đây dịch là nghiệp xứ. Nghiệp xứ rồi chúng ta dịch theo chữ đuôi thôi, Kamá dịch là nghiệp, Thana là xứ. Nhưng mà thì thực chữ Kamá đó, đó là cái công việc. Thana đó, tức là cái một cái đối tượng, đúng là đó là cái chỗ công việc. Nhưng mà thật ra cái chữ Kamathana ở đây dịch là nghiệp xứ thì nó rất là mơ hồ, rất là khó hiểu. Đúng rồi, chúng ta phải dịch là công án, dạ, cái chữ công án hay là thiên án. Và ngài bên người đề mục niệm, nhưng cái chữ đề mục ở ngoài họ không chỉ cái cửa, dạ, chữ Kamathana gì là án xứ là đúng nhất, dạ, chúng ta phải hiểu như vậy. Và hoàn toàn trong cái phần mà nói về án xứ này đó, thì trong án xứ này đó, thì không bao giờ nên hiểu nó là một cẩm nang của pháp hành hết. Đây là thuần về lý thuyết của pháp học, và chúng ta phải nhớ như vậy. Và trong phần Kamathana này đó thì giải thích hai phần, là từ tâm dục giới mà qua tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, thì cái chuyển hóa đó nó đi theo cái trình tự như thế nào. Và từ từ cái tâm hiệp thế sang tâm siêu thế đó, thì cái trình tự nó đi như thế nào. Đó là hai cái mục đích của cái phần Kamathana mà chúng ta học ở trong cái giáo trình của Thánh Pháp. Chứ tôi nhắc lại một lần nữa, ở đây hoàn toàn không phải là một bản hướng dẫn về pháp hành, mà ở đây là một sự giải thích từ tâm dục giới chuyển sang tâm sắc giới, vô sắc giới, và chúng ta gọi là samadhi. Và từ tâm hiệp thế sang tâm siêu thế chúng ta gọi là vipassana. Thì thưa quý vị, chúng ta tạm hiểu có hai cách
để mà chúng ta thâm nhập, để mà chúng ta thể nhập một cái gì đó. Cái cách thể nhập đầu tiên là mình lặp đi lặp lại. Và do cái sự lặp đi lặp lại đó, một cách chuyên sâu á, thì lâu ngày chúng ta thuần thục ở trong cái trạng thái đó. Chúng tôi lấy một ví dụ như là chúng ta học về thi ca thì có hai cách mà học. Một là học thuộc lòng bằng cách là quý vị đọc đi đọc lại một cái bản thơ ngâm nga, thì cái âm vận của lời thơ nó đi vào trong lòng mình. Và thứ hai là chúng ta học theo cách bác học, tức là chúng ta hiểu, có thể là quý vị không thuộc truyện Kiều, có thể quý vị không thuộc chinh phụ ngâm, nhưng mà quý vị biết về từ ngữ, về điển tích, khi mình đọc mình hiểu được, thì cái học mà để mà hiểu á, nó giống như Vipassana. Và cái học để mà nhớ, để mà lặp đi lặp lại, thì cái đó chúng ta ví dụ như là Samadhi. Thì cái Samadhi đó, nó đòi hỏi một cái chuyện lặp đi lặp lại, là cũng cái câu đó, cũng chữ đó, cũng cái thiền xứ, cũng án xứ đó, mà chúng ta cứ tập trú chú vào một điểm thôi. Và do mình tập trú chú vào một điểm đó, thì mình sẽ đạt đến cái cảnh giới của một cái sự thể nhập do gọi là định lực. Và nó cũng có một cách khác, đó là chúng ta dùng cái tri kiến, dùng sự hiểu biết, chúng ta thể nhập vào trong đó bằng cách là chúng ta mở rộng kiến thức liên quan đến ngôn ngữ, đến điển cố, đến lịch sử, vân vân, và chúng ta hiểu được câu chuyện. Thí dụ chúng ta từ hãy nói khiến người lại đi xem lại chỗ gần, phỏng xem có tin được vài phần hay không, rồi chẳng hạn, thì chúng ta nghe những câu nói ở đó đó, thì đôi khi chúng ta hiểu trực tiếp cái câu mà gọi là khiến người lại nhớ cô Bình Nguyên Quân, thì chúng ta hiểu Bình Nguyên Quân là cái gì, tên một nhân vật thời Chiến Quốc chẳng hạn. Thì nói chung đó là có hai cách để mà chúng ta tiếp cận với thực tại, một cách chuyên sâu, một cách thâm nhập. Đó là một là bằng định, hay là bằng tuệ. Định là một sự tập chú chuyên nhất, và tuệ đó là cái sự hiểu biết. Dạ, dĩ nhiên sự hiểu biết ở đây nó có cái hiểu biết. Bây giờ nó có một điểm như vậy là ở trong định nó có tuệ, ở trong tuệ có định. Một vị mà tu tập để chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nó tới theo thắng pháp á, thì trong cuộc tu vị đó vẫn phải có trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ nằm ở trong đề mục định thôi. Chúng tôi lấy một ví dụ là một người nấu ăn, họ rất thạo nấu ăn, họ nấu lâu quá, họ giỏi về nấu ăn, nhưng mà cái giỏi về này đó của họ đó, nó cái giỏi này của họ đó, nó mang tính cách là chuyên sâu. Dạ, cái cách chuyên sâu. Và khi mà nó chuyên sâu đó, thì thưa quý vị, người này có cái trí tuệ, nhưng mà trí tuệ trong cái gọi là gia giảm phân lượng, nấu nhiều nấu ít, nó cũng có tuệ, nhưng cái tuệ nó không phải đóng vai trò chủ vị, mà nó cái tuệ nó nằm nó trên đó là phụ, mà cái định là chính. Định có nghĩa là lặp đi lặp lại để thuần thục. Trong lúc đó đó, thì không tuệ thì có định. Tuệ ở đây là gì? Tuệ ở đây là tuệ trong bát chánh đạo. Ở trong bát chánh đạo quý vị thấy có chánh kiến, chánh tư duy, nó thuộc về tuệ. Nhưng mà chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nó thuộc về định. Và trong cái gọi là tu thiền tứ niệm xứ đó, thì cái căn bản hành giả đó là mọi sự vật nó xảy ra đều phải có cái khả năng quan sát và chánh niệm. Thì cái quả khả năng quan sát là ví dụ quý vị ngồi hơi thở ra vào, biết hơi thở ra vào, hay hoặc giả là một âm thanh khởi lên, chúng ta biết có âm thanh khởi lên, hoặc giả là có cái gì đó thì chúng ta biết được. Thì cái tâm mà có thể nhận biết, quan sát mọi thứ đó là thuộc về tuệ. Tuy nhiên hành giả cũng phải có định. Ở đây là đâu? Là rồi hành giả phải trở về lại với hơi thở. Hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vô, biết hơi thở vô. Và không phải suy nghĩ chứ, không phải tìm hiểu, mà chỉ lắng lặng nhìn. Hơi thở là một cái cứ điểm chính, là một cái thiền án chính. Và trong cái thiền án đó, nhìn hơi thở ra, nhìn hơi thở vô. Thì như vậy, một hành giả hành tứ niệm xứ vẫn có định, nhưng cái định đó là phụ. Mà cái gọi là cái mà chúng ta gọi là
minh sát đó là chính. Chúng tôi lấy một cái ví dụ tương tự như vậy mà quý vị hiểu là một người mà tu đi một samatha đó, họ lấy một cái kasina, kasina đó là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, và họ tập trung vào chỗ đó, càng tập trung á thì họ càng bỏ mặc tất cả những gì xảy ra, những gì xảy ra họ không càng để ý đó. Họ chỉ biết bồ đề một tập chú thôi, giống như một người mà họ mê chơi game hay là mê làm việc mà họ quên ăn, quên ngủ, quên những thứ khác. Đó là cách của thiền chỉ, tức là tập chú một cái và cái khác không quan tâm đến. Nhưng mà riêng về cái approach, cái phương thức của thiền quán đó, là khi mình ngồi xuống, mình phải có khả năng quán sát cái gì sanh và diệt, dù đó là hơi thở, dù đó là cảm thọ, hoặc giả là tâm ý vân vân. Tâm phóng dật biết là tâm phóng dật, tâm có định biết là tâm định. Thì như vậy đó, cái phương thức của Vipassana, của thiền quán đó, nó mang tính cách là, trong khi Vipassana mang tính cách là sâu, một cái sâu, cái rộng. Thì cái rộng ở đây đó là cái khả năng có thể biết được tất cả cái gì xảy ra, trong khi cái sâu á nó chỉ tập trung vào một cái mà thôi. Quý vị thấy trong công ăn việc làm đời sống hàng ngày người ta cũng vậy, luôn luôn cần cái tổng quát và cần cái chuyên môn. Mình luôn luôn phải có nghe nó ngóng tình hình ở bên ngoài, nhưng cũng phải biết công việc nội tại của chính mình. Người ta nói nội vụ hay ngoại vụ, thì có những người họ chuyên về ngoại vụ, có những chuyên về nội vụ, cái nào cũng cần hết. Ở đây chúng ta phải nói rằng căn bản trong thiền đó thì có hai cái năng lực chính mà hành giả phải có một cái xu thế phát triển rõ ràng. Một là phát triển định lực, là phát triển sự tập trung, một điểm duy nhất để tập trung, và dần dà toàn tâm tập trung vào điểm đó, những thứ khác thì không thành vấn đề. Trong khi đó thiền quán đó thì chú trọng về cái sự nhận thức sanh diệt. Sanh diệt ở đây là cái gì sanh ra hiện khởi thì biết, nó biến mất đi thì biết. Hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, dài biết hơi thở dài, ngắn biết hơi thở ngắn, hơi thở một cách dễ dàng biết dễ dàng, hơi thở nặng nề biết hơi thở nặng nề. Mình cảm giác hơi thở một cách trọn vẹn biết cảm giác hơi thở trọn vẹn, mà cảm giác hơi thở không trọn vẹn biết là hơi thở cảm giác không trọn vẹn. Thì những thứ này đó nó đòi hỏi một cái nhìn nó hoàn toàn khác với cái tâm tập chú. Đó là hai phương thức. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại là cái samatha đó chú trọng về định nhiều, và cái định này đó nó lại giúp cho chúng ta giải quyết một vấn đề rất là quan trọng là áp đạo được những cái phiền não. Và áp đạo những cái phiền não mà nó có tính cách là lôi cuốn chúng ta đi chỗ này chỗ kia. Trong lúc đó thì Vipassana thì đặc biệt là cho chúng ta thấy về tuệ, là nhìn thấy cách tự nhiên. Thì khi mà chúng ta hiểu Samatha Vipassana rồi đó, thì chúng ta mới hiểu được là nó có hai cái lực mà đối ngược lại với Samatha và Vipassana mà ở trong giáo lý duyên khởi mà chúng ta học đó. Đó là ái và vô minh. Ái tức là cái tâm khao khát vòng móng chỗ này chỗ kia, thì trị cái ái là trị bằng định. Và cái vô minh đó là mình có vẻ như là mình ngây thơ. Vô minh là một trạng thái không có hiểu rõ bản chất thực đó, thì mình phải đối trị nó bằng tuệ. Thật ra khi mà nói về cái phiền não ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì có một thứ mà nó khiến cho tâm của chúng ta luôn luôn là muốn đi tìm cái gì đó để mà ăn, muốn đi mua sắm cái gì đó, muốn nói chuyện với ai đó, muốn làm công việc gì đó, cái muốn cái này muốn việc cái đó là ái, là sự khao khát, khao khát để thỏa mãn. Và cái trị của ái là định, là samatha. Nhưng mà cái vô minh á là cái trí tuệ chúng ta không được thắp sáng. Đôi khi chúng ta nhìn sự vật một cách rất là mê lầm, ví dụ như là tự nhiên trời đang nắng rồi cái trời mưa, mình đâm ra bực mình. Nhưng mà mình quên rằng nắng mưa là chuyện của trời, cái nắng mưa nó vốn chỉ là như vậy, nó không thể khác hơn được. Tại vì khi một người mà có cái trí tuệ sáng suốt, tự nhiên người ta chửi mình bực mình, nhưng mà nếu mình có trí tuệ sáng suốt thì mình hiểu rằng cái chuyện người ta chửi là chuyện vốn dĩ, nó phải xảy ra như vậy. Hay hoặc giả là nếu mà chúng ta vô minh á, ai khen mình chút mình cảm thấy nở luôn mũi ra, hành động mình bị đau đớn, mình cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng mà kỳ thực ở trên thực tế đó thì khen mà chê là chuyện bình thường.
Nếu chúng ta có đủ cái tuệ mà thắp sáng, đó là cuộc sống, nó là như vậy thì chúng ta ít hơn. Thì quý vị nhớ rằng cuộc sống hàng ngày của chúng ta sống á, dựa trên ái vô minh, và đối trị lại hai điều này đó, thì chính cái samatha hay là định đó, nó đối trị với ái. Ở trong như chúng ta học về năm truyền cái đó, thì cái chi thiền và chi định đó, nó trị cái tâm tham. Tâm tham là đi chạy chỗ này chỗ kia, còn định là tập trung một chỗ. Và tuệ đó là trị vô minh. Chúng tôi nói ở đây là quý vị đừng bao giờ lấy cái phần mà kamathana về công án hay là thiền xứ hay là án xứ ở tại đây đó mà gọi là để gọi là cái hướng dẫn về pháp hành. Ở đây nó thuần về lý thuyết thôi. Thuần lý thuyết ở trong Abhidhamma không có, nhưng mà nó lại rất tốt cho những người tu tập. Cho những tu tập ở trong phần này của mà tuần tới mà quý vị sẽ nghe qua thượng tọa siêu giảng đó, thì có những cái án xứ mà nó giúp cho hành giả đi từ cái tâm dục giới sang tâm sắc giới, sang tâm vô sắc. Có những cái án xứ mà giúp cho hành giả thành tựu được từ cái vô minh, từ cái đời sống hàng ngày đến cái tuệ quán. Tuệ quán thì ở đây chúng ta nên hiểu và nên biết rằng lúc hành thiền chỉ đó thì nó có tuệ. Thì có tuệ, nhưng mà cái định là đóng vai trò chủ lực. Và trong lúc chúng ta hành thiền cũng có định, nhưng mà tuệ là vai trò chủ lực. Quý vị quan hỷ cho chúng tôi hỏi rằng, nãy giờ chúng tôi nói mà chúng tôi không biết là chư tăng, chư vị giảng sư có vị nào khác vào trong lớp học ngoài thượng tọa Tuệ Quyền không? Nếu mà có vị nào khác thì quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết nha. Thật ra thưa quý vị, hôm nay ngày Chủ nhật đó, ở chùa chúng tôi rất là bận lắm, nhiều công việc bữa nay ở chùa, nhưng mà chúng tôi cố gắng để cho xong cái chương trình hôm nay đó. Thật ra nếu quý vị Phật tử thấy có chư vị giảng sư khác vào thì quý vị quan hệ cho chúng tôi biết. Bây giờ chúng tôi nói tiếp theo về phần những cái đề mục ở tại đây, nó có một số cái gọi là trùng lập. Những cái trùng lập này đó, nó trong đường tơ kẻ tóc thôi mà quý Phật tử phải rất là cẩn thận. Nhiều khi một người mà học mà không để ý đó thì tưởng cái này nó cái kia, niệm một thiền chỉ đó nó có niệm một niệm sự chết, hay là niệm về cái thân bất tịnh, thì mình nghe niệm về sự chết nó có vẻ như thiền quán mà. Thí dụ mình quán về sự chết, quán về vô thường mà, tại sao nó lọt vào trong điều một thiền chỉ? Ngay cả điều một hơi thở có trong chỉ và quán, thì quý vị hỏi rằng tại sao mà phải chia ra quán, trong khi trong điều một thiền chỉ có hơi thở, trong thiền quán có hơi thở? Nhưng mà thưa, nó rất là khác nhau. Ở trong đề một thiền chỉ đó, những thứ như là về thể trược hay là về về niệm về sự chết đó, nó mang tính chất là ấn tượng, dùng bộ ấn tượng sâu đậm để phát triển tâm thiền. Về điểm này đó, mình có đi tu thiền thì mình mới hiểu được cái việc này. Thí dụ như là một hành giả bỏ Mỹ, rời nước Mỹ sang bên Thái Lan để mà tu tập, thì trong lúc mình tu tập đó, thì cái tâm mình nó hay nghĩ có những cái chuyện vớ vẩn, chuyện này chuyện kia, chuyện bên Mỹ, chuyện nhà, chuyện cửa, con cái. Nhưng mà tới khi mà được hướng dẫn để đi niệm tử thi hay niệm về sự chết đó, thì vị đó sẽ đi đến một cái nơi mà ở đây thì bây giờ không có, nhưng mà bên Thái Lan hiện vẫn còn đó, là có những cái xác chết mà người ta để không mà không có lắp lại, và cho các nhà sư đến đó để quán tưởng về cái tử thi. Thì cái tử thi nó là một ấn tượng rất là mạnh. Ấn tượng ở đây chúng ta là một impression, tức là một cái gì đó mà nó ghi đậm sâu sắc trong lòng. Và làm thế nào đó mà khi mà vị đó đến nhìn cái xác chết đó, mà vị đó trở về lại phòng của mình ngồi lại, mà cái hình ảnh xác chết vẫn hiện rõ đó, thì chính đối tượng như là xác chết, nó tạo cho chúng ta một cái ấn tượng rất là sâu sắc. Và do cái ấn tượng sâu sắc đó đó,
mà chúng ta có thể tạo nên cái định lực và tạo định lực. Chúng tôi không có đào sâu vào điểm này ở tại đây, nhưng mà thiền chỉ đó là sử dụng những điều đó để làm một ấn tượng mạnh thôi. Trong lúc đó thiền quán là niệm khác nha, là khi nhìn thấy một xác chết thì vị đó trở về, vị đó không có đặt về vấn đề giữ cái ấn tượng đó, giữ cái đường nét màu sắc, mà vị đó về, vị đó sẽ tập chú vào một cái niệm một quán rằng thân mình rồi cũng sẽ như vậy, lấy thân mình, thân này rồi cũng sẽ như vậy, vị đó liên đới được và cái thân mình và xác chết đó, thì ở đó là một cách khai triển tuệ quán. Thành ra nó có những niệm một trùng với nhau, hoặc là niệm chết, niệm chết trong chỉ cũng có và trong quán cũng có, hoặc giả là niệm hơi thở ở trong chỉ cũng có, trong quán cũng có. Thật ra khi mà chúng ta đào sâu vào những cái án xứ của thiền chúng ta gọi Thá và Quý Bách sẽ sớm nhận ra rằng có một số cái trùng lập, mà trong cái trùng lập này đó nó dường như là rất là khó cho người bình thường để phân biệt thế nào là chỉ, thế nào là quán. Và bây giờ chúng tôi nói về thiền hơi thở, điểm của chỉ đó là vấn đề quan trọng, là đôi khi gọi là sổ tích, là điểm số thôi, ra vào điểm 1, ra vào điểm 2, ra vào điểm 3, chỉ biết có hơi thở thôi. Nhưng mà với thiền quán đó là vị đó sẽ niệm hơi thở vô, hơi thở ra, rồi lâu ngày tinh tế hơn biết ngắn biết dài, rồi lâu ngày tinh tế hơn mình biết mình cảm nhận một cách toàn thân hay là mình cảm nhận chỉ một điểm nào đó thôi, rồi lâu ngày á thì chúng ta mới biết là an tịnh thân hành sẽ thở vô, an tịnh thân hành sẽ thở ra, rồi an tịnh tâm hành sẽ thở vô, an tịnh tâm hành sẽ thở ra, càng lúc càng tinh tế hơn. Thành ra cũng hơi thở mà trong thiền chỉ khác và trong thiền quán khác. Cái này thì chúng tôi không đào sâu quá, tại vì tuần tới quý vị sẽ nghe và thượng tọa siêu nói. Ở trong thiền chỉ đó, thì đôi khi có những điều mà nó giống như là không phải chỉ nhưng mà lại là chỉ, và đó là những điều mục như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Chư Thiên. Thì điều mục thì chất cũng vậy, mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới mới nghe giống như là quán niệm, tại vì chúng ta suy tư. Nhưng mà thật ra đó thì ở trong thiền chỉ đó, những điều mục này chỉ dẫn đến chỗ cận định, nhưng mà không đến chỗ an định, mà chỉ cận định thôi, gần thôi. Nhưng mà đại khái như vậy là vị này bỏ ra thì giờ để suy niệm về ân đức của Phật, rồi từ cái sự suy niệm đó dẫn đến một cái cảm nhận, chỉ một cái hiệu Phật nào đó như là ứng cúng, chánh biến, tri minh, hạnh túc. Và đến lúc nào đó thì vị đó chỉ niệm ứng cúng là cả một thế giới hiện về, nhắc cái chánh biến khi cả một thế giới về. Ở đây có một số cái cách mà để làm sao là chúng tôi tạm nói rằng thường thường á, ở trong văn học á, chúng ta nói có hai cái cách gọi là quy nạp và chiết trung, và tức là từ cái từ chi tiết đi quát, từ tổng quán chi tiết, thì chỉ vào quán trong phương pháp như vậy. Một vị mà từ cái chung mà đi chỗ riêng đó, thì cái đó thường là cái khuynh hướng của thiền chỉ, và từ cái chi tiết mà đi đến cái tổng quán đó, thì đó là cái khuynh hướng của thiền quán. Một lần nữa chúng tôi nhắc là hôm nay chúng tôi giảng điều này thì nó có vẻ như là nó hơi sắp tới thì chúng ta sẽ nghe. Tại là trong 40 điều mục của thiền quán hay là 38 điều mục của thiền chỉ đó, 40 điều thiền chỉ, thì quý vị sẽ thấy rằng có những điều mục mới nghe nó không có giống thiền chỉ như là hết, như niệm Phật, niệm Giới. Ở trong thiền quán có những thiền, mà đôi khi chúng ta nghe không giống thiền quán mà giống như thiền chỉ, nhưng mà kỳ thật là cũng một cái thiền xứ đó, nhưng mà nó hai cách niệm khác nhau. Dạ. Cứ đi chờ chúng tôi chút xíu thì đi.
Thì quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói lại được không? Dạ vâng. Bây giờ đó thì chúng tôi muốn nói đến một điều này cũng là một cái ngộ nhận rất lớn. Dạ, ngộ nhận rất lớn về chỉ và quán, đó là con đường tu tập giới định tuệ. Dạ. Khi mà chúng ta nghe nói giới định tuệ đó thì mình dễ dàng hiểu lầm rằng cái định đó nó thuộc về chỉ, và cái tuệ nó thuộc về tuệ nó thuộc về quán. Nhưng mà kỳ thực là giới định tuệ đó, cái định và cái tuệ này nó hoàn toàn khác biệt với cái mà chúng ta gọi là chỉ và quán. Nó khác biệt chỗ nào? Là ở trong phần định có ba, là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì quý vị thấy trong chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó thuộc về định học, thuộc về samadhi chứ. Thì ở trong đó có chánh là tứ niệm xứ, thì cái đó không phải chỉ mà cái đó là quán, và cái đó thuộc về quán. Và cái chánh định á thì đó lại liên quan đến chỉ. Thật ra trong cái là định học tăng thượng đó, gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, thì trong đó nó bao gồm cả chỉ và quán luôn, chứ không phải là giới định tuệ thì định nó thuộc về định và tuệ nó về quán. Không phải. Cái này là cái điểm mà chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì chúng tôi muốn quý vị nhớ rõ một điều rằng không bao giờ mà chúng ta quan niệm rằng những quyển sách hay là những cái chú thích về những chú thích về về Kamathana, về công án hay là án xứ ở trong Thắng Pháp đó, là một cái cẩm nang của thực hành. Quý vị phải cẩn thận về điều này, cẩn thận lắm. Vì thật ra ở đây nó nằm về phần lý thuyết nhiều hơn. Và khi đem qua vấn đề thực hành đó, đem qua phương diện thực hành đó, đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn khác, phải có sự hướng dẫn khác, chứ không phải là ở tại đây. Và thật ra thì mặc dù ở trên một phương diện nào đó đó, thì chúng ta xem chỉ và quán là thiền định. Nhưng mà chỉ và quán có thể áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, từ cái công ăn việc làm, sinh hoạt cho đến sự tu tập. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là mình niệm tâm từ mong cho tất cả chúng sanh an lành đó, thì khi mà mình xét về những chúng sanh đau khổ, mình cảm nhận sự đau khổ đó, cái nhìn mà toàn diện chung chung nghĩ đến chúng sanh bị đau khổ vì thiên tai, vì chiến tranh, vì những cái khổ nạn vân vân, thì cái đó nó gần với cái tâm quán. Nhưng mà một khi chúng ta tập trung vào một câu, ví dụ như mình nói dukkha pata chi dukkha, hay là chúng ta nói sabbesata sukhita hontu sukhita hontu chẳng hạn, thì cái đó mà lặp đi lặp lại nó thuộc về chỉ. Hay là quý vị thấy tụng kinh á, có những người tụng kinh là vừa tụng kinh vừa cảm cái ý nghĩa kinh văn, nhưng mà có những người tụng kinh là chỉ để tâm không bị chi phối những chuyện khác. Bên Bắc Tông thì cái này họ rất là hay, là bởi vì các vị coi câu sống bằng niềm tin có chú mở tập chú, làm sao cho nó không có thiếu chữ, tụng làm sao nó đúng với nhịp chuông, nhịp mở vân vân, thì khi mà tập trung, cái sự tập trung đó thuộc về chỉ. Tại sao? Bởi vì để tâm đừng nghĩ chuyện khác. Thành ra cái mục đích của cái chỉ đó là làm sao đừng bị lôi kéo bởi, chi phối bởi những thứ này thứ khác. Dạ. Dạ, quý vị quan hỷ chờ chút xíu. Dạ, quý vị chờ chút xíu. Dạ. Thì như vậy thưa quý vị, là cái mục đích của chỉ đó là không để cho mình bị lôi kéo bởi cái này cái khác, trong khi cái quán đó là chúng ta dùng cái sự hiểu biết để nhìn xuyên thấu. Dạ. Chúng ta gọi là liễu tri, hay là
chúng ta hiểu hiểu một cách trọn vẹn, thì hai cách nó đều là hai cái phương thức mà chúng ta tạm gọi là hai cái phương thức để tiếp xúc với thực tại, nhưng mà hai cái nó khác nhau. Cũng như chúng tôi nói học mà bậc Einstein, một nhà khoa học, ông nói rằng cái gì mà tôi có thể tra được thì tôi không cần phải học thuộc lòng. Và ngày xưa chúng ta có danh từ gọi là từ chương, và học giáo dục từ chương có nghĩa là chú trọng về trí nhớ, trong khi đó cách học bây giờ đó là cái chú trọng về sự hiểu, chú trọng chúng gọi giống như là Vipassana. Và học từ chương á, và học từ chương thì ta tạm gọi đó giống như là một cách học mà học thuộc lòng. Cái học thuộc lòng đó, nó gần với cái pháp mà chúng ta gọi là chỉ hơn là Vipassana. Đây là cái cách áp dụng trong đời sống hàng ngày. Và thật ra đó, khi chúng ta nói lâu ngày, chúng ta cần cả hai hết. Chúng ta không thấy, chúng ta không thể nói mình bỏ này kia. Giống như quý vị thấy chúng tôi hồi còn là chúng tôi hồi còn nhỏ thì chúng tôi có một cách học khác. Bây giờ lớn lên chúng tôi lại có một cách là hồi còn nhỏ phải học thuộc lòng, và sau này lớn lên á thì mình học để biết chứ phải học để nhớ không. Mà hai cái này chúng ta không thể nào mình nói rồi mình tách rời, nói mình tách rời ra, và mình nói mình tách rời ra một cách hoàn toàn. Nên chi riêng về điều này đó, đôi khi chúng ta muốn theo cái này chống cái kia, hay là chúng ta theo cái kia chống cái nọ, nhưng mà mình phải cẩn thận, và mình phải cẩn thận mình biết mình nói cái gì, không khéo thì chúng ta có vấn đề đó. Và do vậy thưa Phật tử, đây là một đề tài mà rất là cần đến cái sự nhận thức của chiều sâu chiều rộng của vấn đề. Và quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha, quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Dạ xin lỗi quý vị, dạ quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, dạ, dạ vâng. Dạ thưa quý vị, khi mà chúng ta bàn về chỉ và quán đó, nó không phải áp dụng trong cuộc tu, áp dụng trong việc học, áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, mà chúng ta phải hiểu một điều là phải có một cái sự dung hợp. Dạ, có sự dung hợp mà trong trong cái tinh thần tu tập của Phật giáo Bắc truyền gọi là dung thông. Dạ, dung thông một cách diệu dụng, tức là khi nãy chúng tôi có đề cập đến mình đi học á, nó phải có hai thứ, một là học thuộc lòng, hai là học để hiểu. Nếu mà mình chú trọng để hiểu mà mình thiếu học thuộc lòng á, đôi khi nó khó. Dạ, như là quý vị thấy bây giờ Hòa Thượng Từ Siêu giảng bài, tuy rằng giảng bài như vậy nhưng mà thường tôi thấy có cái trí nhớ, trí nhớ điều này về điều kia, chứ không trí nhớ sẽ giảng bài được. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ chú động mà nhớ, mà giống như cái máy thâu âm, tức là học rồi nhớ rồi lặp lại thôi đó, thì nó không đủ, mà chúng ta phải có hiểu biết nữa. Thành ra trên một cái phương diện nào đó đó thì hành giả phải có cái khả năng dung hợp cả hai chỉ và quán, và chỉ và quán tức là cái định lực và tuệ lực, và cái năng tập trung và cái sự hiểu. Có khi thưa quý vị, về điểm này rất là tế nhị trong cuộc sống, như trong các công ty người ta nói rằng mình phải có một cái bộ phận về quản trị và một cái bộ phận về sáng tạo. Phần sáng tạo là đi tìm ra những cái điều mới,
tìm ra khách hàng mới, mặt hàng mới. Nhưng quản trị là cái gì đang có mình phải biết gìn giữ, biết bảo quản đó. Chứ lo sáng tạo không mình cũng chết. Mà nếu mà mình chỉ sáng tạo mà không bảo quản cũng chết. Nói chung là là cái chuyện mà dung hợp của hai cái chỉ và quán đó, nó là một điều rất là khó khăn, đặc biệt rất là khó khăn đối với bất cứ hành giả tu tập nào. Nên ở đây thì chúng tôi phải nói một điều rằng trong cái chương kế tiếp ấy, mà trong cái chương hiện tại, trong những bài học kế tiếp mà chúng ta sẽ học môn Thắng Pháp đó, nói về cái khả năng dung hợp giữa chỉ và quán đó, xin lỗi, thì sẽ không được nói đến trong giáo trình này, mà chỉ nói riêng là thế nào là Samatha và những cái án xứ của Samatha, và thế nào là Vipassana và cái án xứ Vipassana. Đây là một trong những điểm mà tương đối rất là tế nhị, bởi vì nó kết hợp cả pháp học và pháp hành, bởi vì đó là gì mà tất cả chúng ta sẽ phải đối diện khi chúng ta đi tới. Chúng tôi muốn nhân dịp này nói lên một điểm sau cùng ở đây là quý Phật tử nên luôn luôn tự nhắc rằng trong thiền Samatha thì cái tuệ lực, và tuệ lực nó luôn luôn nhấn mạnh đến. Quý vị nào đọc ở trong kinh nghe nói là tại sao có các cõi phạm thiên, tại vì có những cõi là nặng về tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực đó, thì cái tuệ lực và tính lực chẳng hạn, cái tính lực đó không hẳn là niềm tin tam bảo, và mà cái tuệ lực đó không hẳn là quán chiếu vô thường, khổ não, vô ngã, nhưng mà ngũ lực đó phải có ở trong các cái tầng thiền. Và nói về thiền quán đó thì hành giả nếu mà chỉ quán không á là nó không thành thiền được đâu. Hành giả phải có một ở của định. Thành ra quý vị thấy rằng khi mình vào trong trường thiền đó thì luôn luôn là khuyến khích chúng ta niệm hơi thở. Niệm hơi thở, cái căn bản của nó đó là cho phép chúng ta có khả năng sống ngược lại với thói quen. Thói quen chúng ta là buông cái này chụp cái kia. Thói quen của chúng ta là không có tập. Nhưng mà cái mà chúng ta gọi là cái mà chúng ta gọi là thiền quán đó, là luôn luôn đòi hỏi có sự bền bỉ. Và cái định, thưa quý vị, định là sự bền bỉ đó, còn cái tuệ đó là sự hiểu biết, và sự hiểu biết và sự bền bỉ đều rất là cần, và rất là cần, rất là thiết yếu cho bất cứ một hành giả tu tập nào. Vấn đề là mình nghi nặng về cái gì thôi, và nghi nặng, do đó chúng ta tránh cái trường hợp của nhiều Phật tử làm là mình tu cái này hay phủ nhận cái kia, nói là mình đâu cần tu thiền chỉ đâu, cũng đắc đạo, đắc quả, thời nào cũng tu thiền chỉ, có nhiều vị nó dứt khoát phải tu thiền chỉ. Mình nói như vậy, mình nói nghe nó vui thì được, nhưng mà trên thực tế nó không phải vậy. Và ở trên thực tế đó là ở trong chỉ có quán, trong quán có chỉ, mà nghiêng nặng về cái nào thôi, chứ không phải chọn có một cái thì chỉ dứt khoát mình sẽ không có. Cũng như trong thế giới chúng ta sống, đôi khi người ta nói rằng đàn bà là vậy đó, muốn nói gì thế giới này không cần đàn bà, hay đàn ông như vậy thế giới mình là ông, nhưng thực tế thế giới này sẽ phải có cả đàn ông và đàn bà luôn. Đôi khi thí dụ như vậy nghe nó khôi hài, nhưng mà thực tế thì như vậy. Trong cái đời sống của một hành giả tu tập, nhất là ở chùa đó, thì chúng ta lúc nào cũng cần cả hai chỉ và quán hết, chứ chúng ta không thể nào chỉ chọn một cái này mà chúng ta phủ với cái kia. Và lời sau cùng của bài học này chúng tôi xin được kết thúc với một điều mà quý Phật tử có lẽ là quý vị sẽ quan tâm, đó là một cái truyền thống, một cái truyền thống mà khởi những điện, là những cái nơi nào, những quốc gia nào, những vùng nào mà nặng về thắng pháp Abhidhamma đó, thì nặng về thiền quán Vipassana. Và những vị thiền sư dạy thiền quán Vipassana đó thường nói nhiều về Abhidhamma, hai cái đó đi chung với nhau, không phải là do sự ngẫu nhiên, mà bởi vì có những cái pháp cần phải được rõ ràng. Tuy nhiên không nhất thiết là một người học hành thiền quán á, hành tứ niệm xứ phải biết thắng pháp nha.
Dạ, mặc dù ở bên ngoài như tại biết, ví dụ như ngài Ba Nhô, ngài Kim Triệu đó, ngài vẫn cho Nguyễn Thắng Pháp tập biểu luận, và rồi ngài cũng nhắc đến Thắng Pháp này nọ, và có nhiều vị như là thầy của chúng tôi là ngài Tăng Bá Lu, thì ngài cũng có nhấn mạnh về Thắng Pháp ở trong đời sống, nhưng mà thưa rằng không nhất thiết là hành thiền quán phải biết về Abhidhamma. Đó là một cái chuyện tình cờ, là những quốc gia mà thiền quán được thịnh hành thì cái môn Abhidhamma thịnh hành, và môn Abhidhamma thịnh hành thì thiền quán thịnh hành. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chư tôn đức đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật giáo. Nó sẽ thử lên thi trong câu thần kính cho mọi thần giác đỉnh. Sa thủ lên thi. Còn Mita Bà Nhà, xin thay mặt đại chúng trong trưng, chúng con kính truy ân sự tổng đức, đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những dấu nghĩa nhiều của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thành tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tâm đức và quý đồng hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, cái chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa từ công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt. Yang kim chi kusala kamang kapa pangiriya mamakaye na vaja manasa vidase sukatang katang yeta tasanyino adiye yasanta asanyino katang punya palang mayan sabi paki pawantute yetang katang Suvidinam punya palang maya jeja dana janan tideva janto adime kayum sabe lokam yesa ta jivanda harane duka manonya pojana sabe lapando mama jeja pati con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần thừa kiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường kiện nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn hòa vị nhân thân. Sapang sumangalang kakan tu sapa diva sapa buta lupa vena soti untu nirontarang utu sapang sumangalang kakan tu sapa diva sapa dhamma lupa vena soti untu nirontarang
Hãy